Chào mừng các bạn đã đến với kênh học tiếng Hà Lan cùng với Kathy. Hoi, hoe gaat het? Chào các bạn có khỏe không? Trong video này, mình xin được hướng dẫn các bạn về cách sử dụng từ er. Phần 2 là er thay thế từ chỉ nơi chốn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học hôm nay nhé. Hãy nhìn vào ví dụ thứ nhất. Ik woon in Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Tôi sống ở Amsterdam. Thì cụm từ in Amsterdam là cụm từ chỉ nơi chốn. Ik studeer er economie. Ik studeer er economie. Tôi đang theo học ngành kinh tế ở đó. Thì bạn thấy từ ở đó, er. Nó đã thay thế cụm từ in Amsterdam. Thay vì lặp lại từ in Amsterdam, mình có thể dùng từ er để thay thế. Ik studeer er economie. Như vậy, từ er trong cấu trúc này được sử dụng để thay thế từ chỉ nơi chốn in Amsterdam. Ngoài ra, trong tiếng Hà Lan, thay vì dùng từ er, chúng ta cũng có thể dùng từ hier, ở đây, hoặc là daar, ở đó hoặc là ở kia. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Lấy lại ví dụ ik studeer er economie. Er thay thế từ in Amsterdam. Chúng ta cũng có thể dùng ik studeer hier economie. Hier cũng thay thế cụm từ in Amsterdam. Hoặc là ik studeer daar economie. Daar cũng có chức năng tương tự trong câu này là thay thế cụm từ chỉ nơi chốn in Amsterdam. Hãy nhìn vào câu thứ ba, ik studeer daar economie. Đây là một câu đơn bình thường. Có chủ ngữ ik, động từ là studeer và phần còn lại của câu là daar economie. Khi dùng hier và daar thì chúng ta có thể đảo hai từ này lên trước câu. Ví dụ daar studeer ik economie. Daar studeer ik economie. Trong câu này là câu đảo ngữ vì daar là từ đảo ngữ đứng ở đầu câu. Studeer là động từ đảo lên trên trước chủ ngữ ik. Và phần còn lại của câu này là economie. Ví dụ thứ hai. Wij hebben een leuk huis. Een leuk huis. Một ngôi nhà xinh. Chúng tôi có một ngôi nhà xinh hoặc là một nhà dễ thương. Een leuk huis là cụm từ chỉ nơi chốn. Wij wonen er nu al twee jaar. Chúng tôi đã sống ở đó được 2 năm rồi. Vậy từ er trong câu này thay thế cho cụm từ een leuk huis, trong ngôi nhà đó. Hoặc là chúng ta có thể dùng hier. Wij wonen hier nu al twee jaar. Đây là câu đơn bình thường. Chúng ta cũng có thể đảo từ hier lên phía trước. Hier wonen wij nu al twee jaar. Đây là câu đảo ngữ. Như vậy trong cấu trúc này, er thay thế từ chỉ nơi chốn, ví dụ như là in Amsterdam hoặc là in het huis, vân vân. Thay vì dùng từ er, chúng ta cũng có thể sử dụng hier, ở đây, hoặc là daar, ở đó, hoặc là ở kia. Ví dụ, wij wonen er nu al twee jaar. Er có nghĩa là ở trong ngôi nhà đó. Chúng tôi đã sống ở đó được 2 năm rồi. Er không bao giờ đứng đầu câu trong cấu trúc này. Chúng ta không bao giờ nói er wonen wij nu al twee jaar. Nhưng chúng ta sẽ nói hier wonen wij nu al twee jaar. Hoặc là daar wonen wij nu al twee jaar. Các bạn hãy nhớ quy tắc này nhé. Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau thực hành một số mẫu câu để có thể nhớ và sử dụng cấu trúc er thay thế từ chỉ nơi chốn nhé. Câu thứ nhất. Ben je wel eens in Amsterdam geweest?
Benevolence in Amsterdam geweest. Bạn đã từng đến Amsterdam chưa? Như vậy, cụm in Amsterdam là cụm từ chỉ nơi chốn, thì chúng ta sẽ thay cụm này bằng từ er. Nếu chúng ta muốn nói rồi, tôi thường xuyên đến đó, thì chúng ta sẽ thay cụm từ in Amsterdam bằng từ er. Ja, ik kom er regelmatig. Ja, ik kom er regelmatig. Er trong trường hợp này có nghĩa là in Amsterdam. Hoặc là ja, ik kom daar regelmatig. Ja, ik kom daar regelmatig. Daar trong câu này cũng có chức năng tương tự là thay thế cụm in Amsterdam để tránh lặp lại cụm này trong câu trả lời. Đây là một câu đơn bình thường, chúng ta có thể đảo daar lên trước câu ja, daar kom ik regelmatig. Đây là câu đảo ngữ. Câu thứ hai. Ik ben vandaag in het centrum geweest. Ik ben vandaag in het centrum geweest. Hôm nay tôi có ra ngoài trung tâm. In het centrum là cụm từ chỉ nơi chốn, ngoài trung tâm. Hôm nay tôi không thấy các bạn ở ngoài đó. Như vậy chúng ta sẽ thay thế cụm từ ngoài trung tâm bằng ở ngoài đó để tránh lặp lại cụm ngoài trung tâm. Jullie waren er vandaag niet. Vậy trong câu này, từ er đã thay thế cụm in het centrum để tránh lặp lại cụm in het centrum ở câu trả lời. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng daar. Jullie waren daar vandaag niet. Daar trong câu này cũng có chức năng tương tự là thay thế cụm in het centrum. Đây là câu đơn bình thường có chủ ngữ, động từ và phần còn lại của câu. Chúng ta cũng có thể đảo từ daar lên đằng trước câu để có câu là daar waren jullie vandaag niet. Đây là câu đảo ngữ. Câu số 3. Ik ga vaak naar de bibliotheek. Ik ga vaak naar de bibliotheek. Tôi thường ra ngoài thư viện. De bibliotheek có nghĩa là thư viện, là từ chỉ nơi chốn. Ở đó tôi có thể mượn được nhiều quyển sách hay. Như vậy, trong câu trả lời ở đó, mình không muốn lặp lại từ thư viện, cho nên mình sẽ dùng er thay thế cụm từ thư viện. Ik leen er veel interessante boeken. Er trong câu này thay thế cụm de bibliotheek. Interessante boeken, những quyển sách hay, những quyển sách thú vị. Hoặc mình có thể dùng hier hoặc là daar. Ik leen hier veel interessante boeken. Hier trong câu này cũng thay thế cụm de bibliotheek. Hoặc mình có thể đảo từ hier lên đầu câu, sau đó đảo động từ ra trước chủ ngữ. Hier leen ik veel interessante boeken. Câu thứ tư. Ik kom uit Spanje. Tôi đến từ Tây Ban Nha hoặc tôi là người Tây Ban Nha. Spanje là từ chỉ nơi chốn ở Tây Ban Nha. Tôi sinh ra ở đó. Như vậy để tránh lặp lại từ Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ dùng từ ở đó trong câu trả lời bằng cách thay er. Ik ben er geboren. Er trong trường hợp này là thay thế ở Tây Ban Nha. Hoặc có thể dùng hier hoặc là daar. Ik ben daar geboren. Hoặc mình có thể đảo daar lên đằng trước câu. Daar ben ik geboren. Và đây là câu đảo ngữ. Câu thứ năm. Dan is in India geboren. Dan sinh ra ở Ấn Độ. Như vậy cụm in India ở Ấn Độ là cụm từ chỉ nơi chốn. Anh ấy từng sống ở đó 3 năm. Trong câu trả lời, để tránh lặp lại từ ở Ấn Độ thì mình sẽ nói là ở đó. Như vậy, mình sẽ dùng er. Hij heeft er 3 jaar gewoond. Er trong câu này thay thế cụm in India ở Ấn Độ.
hoặc mình cũng có thể dùng here hoặc là där. Hij heeft daar 3 jaar gewoond. Daar trong câu này cũng thay thế cụm in India. Hoặc mình có thể đảo từ daar lên đằng trước câu. Daar heeft hij 3 jaar gewoond. Như vậy chúng ta vừa học xong bài cách sử dụng từ er. Er thay thế cụm từ chỉ nơi chốn. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học về cách sử dụng từ er. Er cộng với một chủ ngữ không xác định, an indefinite subject. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tot de volgende keer. Nếu các bạn cảm thấy video của mình có thể giúp ích cho việc học tiếng Hà Lan của các bạn, thì hãy nhớ bấm nút like video nhé. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đăng ký kênh YouTube của mình để có thể thường xuyên nhận thêm những video mới. Chúc các bạn thật nhiều thành công trong việc học tiếng Hà Lan. Success!